về cho các bạn. Như vậy là chúng ta đã cùng đồng hành với nhau để có thể tìm hiểu được hết tất cả những cái văn bản ở trong học kỳ 1 lớp 12 đúng không? Trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ tiếp tục cùng với các bạn phân tích tìm hiểu những văn bản ở trong chương trình học kỳ 2 của chúng ta nhé. Và văn bản đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó chính là tác phẩm Vợ chồng A Phủ của tác giả Tô Hoài. Các bạn lưu ý một chút, đó chính là trước khi mà chúng ta cùng phân tích này, cùng tìm hiểu những cái nội dung cũng như là nghệ thuật của tác phẩm này, thì các bạn hãy cùng chú ý đọc thật kỹ nội dung ở trong sách giáo khoa liên quan đến phần chú thích này, tác phẩm và những cái câu hỏi đi kèm nữa. Nội dung của tác phẩm này ở trong sách giáo khoa mặc dù là đã được lược trích một số đoạn rồi, tuy nhiên thì nó cũng khá là dài, vì vậy nên các bạn hãy đọc kỹ tác phẩm, có thể là dùng bút chì này hoặc là bút nhớ để có thể gạch chân vào những cái phần mà chúng ta cảm thấy quan trọng nữa. Được chưa nhỉ? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của phần đầu tiên trong bài học ngày hôm nay nhé. Đó chính là phần 1 La Mã tìm hiểu chung. Và chắc chắn là như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng có hai nội dung chính ở trong phần này. Thứ nhất sẽ là phần 1 nhỏ tác giả và thứ hai sẽ là phần 2 nhỏ tác phẩm. Đây là hai yếu tố quan trọng nhất để các bạn có thể tìm hiểu được về một tác phẩm văn học đúng không? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có phần 1 nhỏ tác giả nhé. Trong phần tác giả này thì chúng ta có một cái tên rất là quen thuộc và nổi tiếng trong nền văn học Việt Nam, đó chính là tác giả Tô Hoài. Chúng ta đã có những cái nội dung liên quan đến tác giả này được sách giáo khoa trình bày khá là rõ ràng ở trong trang thứ 3 và trang thứ 4 rồi. Các bạn sẽ có một số những thông tin liên quan đến tác giả này, ví dụ như là tác giả Tô Hoài thì tên thật là Nguyễn Sen này, và ông quê gốc, quê nội thì ở Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội. Tuy nhiên thì ông sinh ra và lớn lên ở Nghĩa Đô đúng không? Nghĩa Đô hiện nay thì đang thuộc về quận Cầu Giấy của Hà Nội nhé. Vì vậy nên các bạn có một số thông tin đầu tiên liên quan đến tiểu sử của tác giả này. Đó chính là tác giả Tô Hoài thì tên thật là Nguyễn Sen này, sinh năm 1920, mất năm 2014 và quê thì ở Hà Nội. Đồng thời thì chúng ta sẽ có thêm một số những thông tin liên quan đến tác giả này. Ví dụ như là khi còn trẻ thì tác giả Tô Hoài đã phải làm rất là nhiều nghề và có những khi còn phải chịu cuộc sống thất nghiệp nữa để có thể trải qua cái thời niên thiếu của mình. Các bạn sẽ có này, đó chính là Tô Hoài thì sinh ra trong một gia đình làm thợ thủ công. Khi còn trẻ thì ông đã phải lăn lộn kiếm sống bằng rất là nhiều nghề khác nhau. Ví dụ như là làm gia sư dạy kèm trẻ em này, bán hàng, làm kế toán ở hiệu buôn, hoặc là có những lúc thì phải chịu tình cảnh thất nghiệp nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một số những cái ý liên quan đến cuộc đời cũng như là quá trình sáng tác của tác giả này. Ví dụ như là các bạn sẽ có năm 1943 nhé. Năm 1943 thì Tô Hoài đã tham gia Hội Văn hóa Cứu Quốc, và trong suốt cái thời gian tham gia cái Hội Văn hóa Cứu Quốc này và sau đó là tham gia kháng chiến nữa thì Tô Hoài đã tích cực làm báo và làm văn nghệ. Các bạn có này, đó chính là trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp thì tác giả Tô Hoài đã tích cực làm báo, hoạt động văn nghệ ở Việt Bắc. Và chúng ta sẽ có, đây là một tác giả mà có cái khối lượng tác phẩm vô cùng đồ sộ nhé. Các bạn sẽ thấy đó chính là Tô Hoài thì bước vào con đường văn học bằng một số truyện thơ có tính chất lãng mạn và một số cuốn truyện vừa viết theo dạng võ hiệp. Tuy nhiên, ông nhanh chóng chuyển sang thể loại văn xuôi hiện thực và được chú ý ngay với một tác phẩm mà chúng ta đã được học một đoạn trích vào trong chương trình lớp 6. Đó chính là tác phẩm Giấy Mèn Phi Lưu Ký đúng không? Vậy thì các bạn chú ý đó chính là với cái số lượng tác phẩm đồ sộ là khoảng 200 tác phẩm thì tác giả Tô Hoài đã ghi dấu với nền văn học của chúng ta với việc đó chính là số lượng tác phẩm mà ông sáng tác thì đạt đến kỷ lục, và đồng thời thì trong số những tác phẩm đó có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, ví dụ như Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký này, O Chuột hoặc là Chuyện Tây Bắc. Tập truyện Chuyện Tây Bắc thì là tác phẩm mà chúng ta sẽ được chú ý đến ở trong bài học ngày hôm nay, bởi vì văn bản Vợ chồng A Phủ thì được trích dẫn ở trong tác phẩm này. Được chưa nhỉ? Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý thêm đến phong cách nghệ thuật của tác giả Tô Hoài nhé. Đó chính là tác giả Tô Hoài thì có một cái lối viết văn, có một cái lối trần thuật vô cùng hóm hỉnh và đồng thời thì cũng rất là sinh động. Ở trong phần nội dung của sách giáo khoa, phần tác giả thì cũng đã chỉ ra cho chúng ta rồi. Đó chính là tác giả Tô Hoài thì là một nhà văn lớn này, có số lượng tác phẩm đạt kỷ lục trong nền văn học Việt Nam. Và đặc biệt đó chính là những cái sáng tác của ông thì thường thiên về việc là diễn tả sự thật đời thường. Và với việc đó chính là ông có cái vốn hiểu biết, cái vốn sống vô cùng là sâu sắc và phong phú ở trong cuộc sống đời thường, thì ông đã mang những cái vốn từ vựng
và mang những cái vốn hiểu biết vô cùng là phong phú, giàu có đó của mình vào trong những tác phẩm văn học. Vì vậy này, các bạn sẽ thấy này, mặc dù là sáng tác ở nhiều thể loại khác nhau và đặc biệt đó chính là những cái câu chuyện thì được hướng tới nhiều đối tượng khác nhau, tuy nhiên thì cái cách viết của Tô Hoài vẫn vô cùng là lôi cuốn đối với chúng ta. Thêm nữa thì các bạn sẽ thấy đó chính là với những cái đóng góp của mình ở trong quá trình hoạt động văn nghệ và sáng tác thơ văn, thì năm 1996, các bạn lưu ý đến mốc này nhé, đó chính là năm 1996 thì Tô Hoài đã được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Được chưa nào? Như vậy là cô đã vừa chỉ ra cho các bạn một số những cái nội dung liên quan đến tác giả này. Đây sẽ là một số nội dung cơ bản nhất thôi. Còn chi tiết hơn thì các bạn sẽ cùng chú ý đọc thật kỹ nội dung ở trong sách giáo khoa trang 3 và trang 4 để có thể tìm hiểu rõ về tác giả này nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai, hai nhỏ, đó là tìm hiểu về tác phẩm Vợ chồng A Phủ mà chúng ta sẽ được học ở trong bài ngày hôm nay. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với bốn nội dung chính này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoàn cảnh xuất xứ này, tìm hiểu về chủ đề, bố cục, cũng như là chúng ta cùng tóm tắt sơ qua để xem rằng là trong tác phẩm này thì cái câu chuyện mà Tô Hoài muốn mang đến cho chúng ta là gì. Và đặc biệt đó chính là cái chủ đề mà tác giả muốn làm nổi bật, tác giả muốn phản ánh cho chúng ta là như thế nào nhé. Các bạn chú ý giúp cô, phần đầu tiên đó là phần A nhỏ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoàn cảnh xuất xứ. Và trong phần này thì các bạn hãy cùng lưu ý giúp cô đến hai nội dung chính nhé. Nội dung chính đầu tiên đó chính là tác phẩm này thì được sáng tác năm 1952. Và đặc biệt đây là kết quả của một cái chuyến đi đê lên Tây Bắc của tác giả nhé. Sau 8 tháng sống cùng với những cái chiến sĩ giải phóng Tây Bắc thì tác giả đã có được một cái tập truyện Tây Bắc. Và tác phẩm Vợ chồng A Phủ thì được rút ra từ tập truyện này. Vì vậy nên các bạn hãy cùng chú ý đến năm sáng tác và đến tập truyện mà đã in tác phẩm Vợ chồng A Phủ này nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có nội dung thứ hai, đó là phần B nhỏ, đó chính là nội dung về chủ đề chính của tác phẩm này. Thì chủ đề chính của tác phẩm sẽ đưa đến cho chúng ta đó chính là tác phẩm nhấn mạnh với chúng ta cái số phận đau thương của những con người mà phải sống trong cảnh kìm kẹp. Và đặc biệt đó chính là với những con người đó, họ luôn có trong mình cái sức sống tiềm tàng và họ đã tìm thấy được cái con đường đến với tự do. Vì vậy nên là chúng ta hãy cùng chú ý hai nội dung chính ở trong chủ đề của tác phẩm. Thứ nhất thì sẽ là số phận đau thương và thêm nữa thì sẽ là con đường đến với tự do, đến với cách mạng của những con người ở Tây Bắc nhé. Tiếp theo thì ở trong phần C chúng ta chú ý đến bố cục 3 phần của tác phẩm này. Trong phần bố cục 3 phần này thì chúng ta sẽ cùng nói đến hai nhân vật chính của tác phẩm và đặc biệt đó là một cái hành động mà mang tính chất quyết định của hai nhân vật này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ được tìm hiểu về tâm trạng và hoàn cảnh của nhân vật Mị. Thứ hai thì chúng ta có được nhắc đến, được kể đến hoàn cảnh của nhân vật A Phủ. Và cuối cùng thì chúng ta thấy được rằng là sau tất cả những cái đau thương ở trong cuộc đời thì hai nhân vật này đã có một cái cuộc tự giải thoát cho cuộc đời của mình bằng cách đó chính là rời khỏi nhà Thùng Lì Pà Cha và đi đến một nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Được chưa nhỉ? Như vậy là chúng ta đã cùng chỉ ra được một số những cái nội dung quan trọng nhất, yếu tố quan trọng nhất liên quan đến nội dung của tác phẩm này. Tiếp theo thì ở trong phần D chúng ta có phần tóm tắt. Ở trong phần này thì các bạn đã thấy được rằng là những cái nội dung quan trọng nhất thì đã được cô tóm tắt ở trong phần bố cục này rồi. Tuy nhiên lưu ý với các bạn đó chính là chúng ta thì sẽ không phân tích tác phẩm này theo bố cục 3 phần này mà chúng ta sẽ phân tích theo hai nhân vật chính, đó chính là nhân vật Mị này, thứ hai là nhân vật A Phủ, và cuối cùng sau hai cái nội dung đó thì chúng ta sẽ cùng chỉ ra được một số những cái nét nghệ thuật vô cùng là đặc sắc ở trong tác phẩm này mà tác giả Tô Hoài đã dùng để có thể là khắc họa cái tính cách của nhân vật này, và đồng thời thì cũng đưa đến cho chúng ta những cái hoàn cảnh, đưa đến cho chúng ta những cái cách sinh hoạt văn hóa của người miền núi nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung đó ở trong phần 2 La Mã tìm hiểu chi tiết văn bản này. Để tiếp tục bài học thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của phần 2 La Mã tìm hiểu chi tiết nhé. Và như cô đã giới thiệu với các bạn thì ở trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 3 nội dung chính. Thứ nhất đó là chúng ta tìm hiểu về nhân vật Mị. Thứ hai thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến nhân vật có tên ở trong nhan đề của tác phẩm, đó chính là A Phủ, đúng nhờ. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có nội dung ở phần thứ ba, đó là chỉ ra những cái nét hấp dẫn, sinh động về nghệ thuật của tác phẩm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên nhé. Một nhỏ chúng ta tìm hiểu về nhân vật Mị này. Khi mà tìm hiểu về nhân vật Mị này thì các bạn chú ý giúp cô, đó chính là chúng ta chú ý xem rằng là nhân vật này thì có cái hoàn cảnh như thế nào.
Và ở trong cái hoàn cảnh đó, nhân vật đã có những cái sự thay đổi như thế nào về cách sống, về lối sống? Và liệu rằng nhân vật đó có mãi chìm đắm trong một cái cuộc sống mãi mãi như vậy hay không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng trả lời những cái câu hỏi đó bằng việc đó chính là chúng ta chỉ ra ba nội dung chính. Thứ nhất, đó chính là sự xuất hiện của Mị này. Thứ hai là cuộc đời đau khổ của Mị. Và một chi tiết mà các bạn cần phải đặc biệt chú tâm ở trong cái cuộc đời đau khổ của Mị đó chính là chúng ta chú ý xem rằng là trước những cái đau khổ trong cuộc đời của mình thì liệu rằng nhân vật Mị này có tự giải thoát cho mình khỏi những cái đau khổ đó hay không? Hay là cô sống chìm đắm tê liệt ở trong cái cuộc sống mà nhẫn nhục và chịu đựng như vậy? Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý đến nội dung đầu tiên nhé. Đó chính là ngay từ đầu tác phẩm này thì tác giả đã đưa đến cho chúng ta một cái sự giới thiệu sự xuất hiện của Mị. Và chúng ta sẽ có đó chính là ai ở xa về có việc vào nhà thống lý bà cha, thường trông thấy một cô gái ngồi quay sợi bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, dù thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay là đi cõng nước dưới khe nước lên, cô ấy cũng cúi mặt và buồn rười rượi. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, chúng ta sẽ có được những cái ý liên quan đến nhân vật này mà tác giả đã chỉ ra cho chúng ta, đó chính là nhân vật Mị là một nhân vật luôn luôn lẻ loi này, làm những cái công việc rất là âm thầm, và đặc biệt đó chính là cô ấy không hề nói gì cả mà cái vẻ mặt của cô ấy, cái gương mặt của cô ấy thì luôn luôn cúi xuống và vẻ mặt thì lúc nào cũng buồn nhá. Các bạn sẽ có đó chính là người ta thường nói nhà bà cha làm thống lý, ăn của dân nhiều, đồn Tây lại cho muối về bán, giàu lắm. Nhà thì nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thế thì con gái nhà nó có bao giờ xem cái khổ mà biết khổ, biết buồn? Vậy thì chúng ta đã cùng được tác giả chỉ ra cho chúng ta một cái hiện thực về cuộc sống của nhà thống lý bà cha, đó chính là nhà thì rất là giàu này, nhiều nương rẫy này, lại còn bán muối, bán thuốc phiện nữa thì làm sao mà có thể là nghèo? Và người con gái của gia đình đó thì làm sao mà có thể biết khổ, biết buồn được, đúng không? Và tác giả sẽ lý giải ngay sau đó cho chúng ta rằng lý do vì sao cái cô gái này cũng ở nhà thống lý bà cha mà cô ấy lại buồn mãi, đó chính là hỏi ra thì mới biết rằng là cô gái ấy không phải là con gái nhà thống lý bà cha mà cô ấy là vợ của A Sử, con trai thống lý bà cha, được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn sẽ có ở trong phần sự xuất hiện của Mị, tác giả chỉ rõ ra cho chúng ta Mị là nhân vật như thế nào, có quan hệ như thế nào với các nhân vật khác ở trong truyện. Đặc biệt đó chính là tác giả nhấn mạnh cho chúng ta sự lẻ loi, âm thầm, giống như là đang lẫn vào những cái vật vô tri vô giác. Và đặc biệt đó chính là cái hành động cúi đầu, thái độ luôn luôn u buồn của nhân vật này. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà đưa đến cho chúng ta những cái chi tiết như vậy về nhân vật thì các bạn sẽ thấy tác giả đang đưa đến cho chúng ta những cái sự giới thiệu rất là ấn tượng. Chúng ta thấy được rằng là đây là một con dâu của nhà thống lý rất là giàu có. Thế mà tại sao cô ấy lại phải làm việc quần quật, rất là nhiều việc, ví dụ như là ngồi quay sợi này, cõng nước này, thái cỏ cho ngựa hay là dệt vải này. Và đặc biệt đó chính là cái thái độ của cô ấy khi mà làm những cái công việc mà vừa kể trên ấy, là gương mặt lúc nào cũng cúi xuống và luôn luôn u buồn. Vậy thì chúng ta sẽ đưa ra câu hỏi là vì sao sống ở một trong cái gia đình giàu có như vậy mà cô ấy lại phải lao động vất vả như vậy, và cái gương mặt của cô ấy thì lại luôn luôn buồn bã, được chưa nhở? Vậy thì các bạn sẽ có này, tác giả đưa đến cho chúng ta những cái sự ấn tượng đầu tiên về nhân vật này, và đồng thời thì đây là những cái ý đầu tiên khiến cho chúng ta tự đặt ra những cái câu hỏi, và đó chính là cái cách để tác giả có thể dẫn dắt vào cái cuộc hành trình tìm hiểu về nhân vật này. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân vật với những cái nội dung quan trọng nhất nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc đời khổ đau của Mị này. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem rằng là trong đêm tình mùa xuân thì Mị có cái thái độ như thế nào. Và đặc biệt đó chính là hành động mang tính bước ngoặt của cuộc đời Mị được nhắc đến ở trong tác phẩm này là ra sao nhé. Vậy thì chúng ta sẽ có ý thứ hai, đó chính là cái cuộc đời đau khổ và chịu đựng nhẫn nhục của Mị này. Ở trong phần này thì các bạn cũng đã có được một cái sự khái quát sơ qua về cuộc đời của cô gái này rồi, đúng không? Cô ấy chịu đựng bằng cái cách đó chính là làm việc quần quật này, và đặc biệt đó chính là gương mặt thì lúc nào cũng cúi xuống và u buồn. Vậy thì chúng ta hãy có một số những cái nội dung liên quan đến những cái khoảng thời gian trong cuộc đời của cô gái này. Đầu tiên thì sẽ là
Chúng ta có cái sự giới thiệu của tác giả trước khi mà cô Mị này, cô ấy về làm dâu nhà Thùng Lý Bá Cha. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý nhé. Đó chính là trước khi về làm dâu gạt nợ. Trước khi về làm dâu gạt nợ nhà Thùng Lý Bá Cha thì Mị cũng là một cô gái trẻ đẹp và đồng thời là có tài thổi sáo nữa. Những cái chi tiết này thì đã được chỉ ra ở trong tác phẩm rồi. Ví dụ như là các bạn có thể chú ý đến những cái chi tiết ở sách giáo khoa trang số 7. Đó là nhá, Mị là một người này mà rất là giỏi thổi sáo. Và đặc biệt đó chính là khi mà Mị uốn môi để thổi kèn lá ấy, thì cái cách mà Mị thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người đã mê và ngày đêm đi theo để đã ngày đêm đã thổi sáo để đi theo Mị. Vậy thì các bạn sẽ cùng chú ý trước khi mà về làm dâu gạt nợ nhà Thùng Lý Bá Cha thì Mị cũng là một cô gái trẻ đẹp này, có tài thổi sáo và đặc biệt là một người con hiếu thảo và có lòng tự trọng. Để chứng minh cho cái nội dung liên quan đến việc đó chính là Mị là một người con hiếu thảo và có lòng tự trọng ấy, thì các bạn hãy cùng chú ý một chút đến hoàn cảnh của nhân vật này nhé. Đó chính là hoàn cảnh của nhân vật ở đây chúng ta sẽ thấy này, bố và mẹ của Mị khi mà lấy nhau ấy thì không đủ tiền cưới nên là đã phải vay nhà Thùng Lý Bá Cha. Và vì vậy nên là các bạn sẽ thấy này, mỗi năm phải đem nộp tiền lãi cho nhà Thùng Lý Bá Cha một lương ngô, đến tận khi hai vợ chồng già rồi cũng chưa trả được nợ. Và khi mà mẹ của Mị chết thì cũng chưa trả hết nợ. Mị là con gái đầu lòng, vì vậy nên là Mị đã luôn luôn phải lao động rất là vất vả để có thể giúp bố trả nợ. Tuy nhiên, khi mà Mị lớn lên trở thành một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, có tài thổi sáo và khiến nhiều người mê như vậy, vậy thì các bạn sẽ thấy đó chính là Thùng Lý Bá Cha đến bảo với bố của Mị là cho tao đứa con gái này về làm dâu thì tao sẽ xóa hết nợ cho. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy đó chính là người bố ở đây thì cũng thương con, tuy nhiên thì cũng chưa có được một cái sự quyết định ở trong trường hợp này. Và khi mà biết được rằng là mình sẽ phải về làm dâu gạt nợ cho nhà Thùng Lý Bá Cha thì Mị đã nói với bố rằng là nay con đã lớn rồi, biết cuốc nương làm ngô, con có thể làm nương ngô để trả nợ thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu. Thì với cái nội dung như vậy, các bạn sẽ thấy được rằng là qua cái lời nói đó thì chúng ta biết được rằng là đây là một nhân vật rất là giàu lòng tự trọng, đồng thời thì cũng rất là yêu thương gia đình, yêu thương cha của mình, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy này, trước khi về làm dâu gạt nợ nhà Thùng Lý Bá Cha thì nhân vật Mị này có những cái nét tính cách này, đặc biệt đó chính là có những cái đặc điểm nổi bật mà như chúng ta vừa chỉ ra. Đó là một cô gái trẻ này, đẹp này, và đồng thời thì cũng có những cái suy nghĩ, có những cái tình cảm dành cho gia đình của mình. Tuy nhiên các bạn sẽ có đó chính là với những người nghèo sống ở trong xã hội lúc bấy giờ ở miền núi phía Bắc, mà cụ thể ở đây là vùng Tây Bắc, thì các bạn sẽ thấy được rằng là dường như họ không có cái sự quyết định cho cuộc đời của mình. Các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà Thùng Lý Bá Cha có đến ngỏ lời với bố của Mị rằng là cho tao đứa con gái này thì tao sẽ xóa hết nợ cho, thì ông bố ở trong trường hợp này còn đang lưỡng lự chưa biết làm thế nào. Chi tiết này thì được tác giả Tô Hoài đưa đến cho chúng ta, đó chính là ông chưa biết nói thế nào, đúng nhở? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, những người nghèo khổ ở đây dường như không có được cái quyền quyết định cho cuộc đời của mình cũng như là con cái của mình. Vì vậy các bạn sẽ thấy nhé, trong một đêm A Sử, đó chính là con trai của nhà Thùng Lý Bá Cha, thì đã đến cướp Mị về làm vợ. Và sáng hôm sau thì A Sử đến trình báo với, đến nói với bố của Mị là tôi đã bắt Mị về làm dâu của nhà tôi rồi, còn tiền thì bố tôi nói là đã đưa cho bố rồi. Như vậy là cái cuộc làm dâu gạt nợ của Mị thì đã bắt đầu từ đó, đúng nhỉ? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là ở đây thì các nhân vật của chúng ta, đặc biệt là những người nghèo như Mị này, bố của Mị, và lát nữa chúng ta tìm hiểu về nhân vật A Phủ, thì đều là những người nghèo và không thể nào tự quyết định được số phận của mình. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý nhé, sau khi mà phân tích được những cái nội dung liên quan đến việc đó chính là trước khi về làm dâu gạt nợ của Mị ở nhà Thùng Lý Bá Cha, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, đó chính là khi về làm dâu ở nhà Thùng Lý rồi thì nhân vật Mị sẽ có những cái sự thay đổi như thế nào. Trước đó cô ấy là một cô gái trẻ này, đẹp này, có tài thổi sáo này,
có đài thổi kèn lá cũng hay như thổi sáo, và cái tiếng sáo, cái tiếng kèn của cô ấy khiến rất nhiều chàng trai mê đắm đúng nhở. Đặc biệt đó chính là cô gái này thì rất là biết suy nghĩ cho gia đình này, yêu thương cha mẹ này, hiếu thảo và giàu lòng tự trọng. Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng chỉ ra xem rằng là nhân vật này thì có sự thay đổi như thế nào ở trong tính cách và trong suy nghĩ hay không nhé. Cái sự thay đổi này sẽ không phải là một cái sự tha hóa theo chiều hướng xấu giống như là nhân vật Chí Phèo đâu, mà chúng ta hãy cùng chú ý xem rằng là cái cách để cô ấy suy nghĩ về cuộc đời, cách để cô ấy tìm hiểu, nhìn nhận về mọi thứ xung quanh thì có gì thay đổi từ khi về làm dâu nhà thống Lý hay không. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý này. Chúng ta sẽ cùng phân tích đến những cái yếu tố đầu tiên liên quan đến việc đó chính là ban đầu về làm dâu gặt nợ nhà áp sử nhà thống Lý bá cha thì nhân vật của chúng ta ở đây, nhân vật Mị đã có những cái hành động thái độ như thế nào. Các bạn thấy này, đó là ban đầu khi mà phải về làm dâu gặt nợ nhà thống Lý bá cha ấy, thì ở nhân vật Mị đây chúng ta thấy Mị có tinh thần phản kháng rất là quyết liệt. Ở Mị thì chúng ta thấy có những cái chi tiết để nói về tinh thần phản kháng của cô ấy này. Có đến hàng mấy tháng đêm nào Mị cũng khóc. Một hôm Mị trốn về nhà, hai tròng mắt đỏ hoe, trông thấy bố Mị quỳ lạp. Mị quỳ lạy này, úp mặt xuống đất và nức nở. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, cái linh cảm và đồng thời thì cái giác quan của một người bố ấy, hết lòng yêu thương con ấy, thì nhìn thấy con gái về khóc nức nở như vậy thì người bố biết ngay rằng là tâm tư của con gái đang nghĩ gì. Và các bạn sẽ thấy này, bố của Mị nói: "Mày về lạy chào tao để mày đi chết đấy à? Mày chết nhưng nợ của tao vẫn còn, quan lại bắt tao phải trả nợ. Mày chết rồi không thể ai không lấy ai làm nương ngô trả nợ cho người ta. Tao thì đồ ốm yếu quá rồi, không được con ơi." Và vì vậy các bạn sẽ thấy này, khi mà cái tinh thần phản kháng quyết liệt của Mị cao đến nỗi mà cô ấy muốn khóc, cô ấy muốn tự tử để có được cái sự giải thoát trong cuộc đời đó, thì cái sự hiếu thảo đã ngăn cô ấy lại đúng không? Người cha thì đã rất là già yếu rồi, không thể làm nương ngô để có thể trả nợ cho nhà thống Lý bá cha nữa. Vì vậy nhân vật Mị của chúng ta ở đây chỉ có được một cái quyết định duy nhất cho bản thân, đó chính là không chết nữa, tiếp tục làm dâu gặt nợ cho nhà thống Lý bá cha, để bố của mình già yếu rồi thì sẽ không phải làm nương ngô để trả nợ cho nhà đó nữa. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, bởi vì là lo cho gia đình nên là cuối cùng thì Mị đã quyết định không chọn cái chết nữa, và từ đó thì Mị sống âm thầm, không phải là mối cuộc sống đêm nào cũng khóc và mong muốn được giải thoát khỏi cuộc sống đó nữa. Chúng ta sẽ có này, Mị đã bắt đầu chấp nhận những ngày làm dâu thực sự của mình, với việc đó chính là cô ấy bị vắt kiệt sức lao động và đồng thời thì chịu một cái nỗi đau khổ về tinh thần. Nghĩa là ở đây nhân vật Mị của chúng ta phải chịu cả những cái nỗi đau về thể xác, đó là bị vắt kiệt sức lao động này, và thứ hai đó chính là phải chịu những cái nỗi đau khổ về tinh thần. Chúng ta sẽ cùng chỉ ra nhé. Đầu tiên đó chính là cô ấy bị vắt kiệt sức lao động như thế nào. Sách giáo khoa trang 6 thì có chỉ ra cho chúng ta đó chính là ở trong cái khổ lâu ngày thì Mị đã quá là quen với cái khổ rồi. Và đặc biệt đó chính là Mị đã quen với những cái công việc, những cái sự lao động ở nhà thống Lý bá cha đã thành lệ hàng năm hết việc này đến việc kia chồng lên nhau. Các bạn sẽ có này, đó chính là Mị chỉ nhớ đi nhớ lại những cái việc giống nhau, tiếp nhau vẽ ra trước mặt mỗi năm, mỗi mùa, mỗi tháng đều làm đi làm lại. Đó chính là này, Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giật đay, xe đay, đến mùa thì đi nương bẻ bắp. Và dù lúc hái củi, lúc bung ngô, lúc nào cũng phải gài một bó đay ở trong cánh tay để có thể tước thành từng sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm, suốt đời như thế. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, đó chính là tác giả thì chỉ ra cho chúng ta những cái công việc mà Mị phải làm thường ngày. Những cái công việc đó ấy, được tác giả đưa đến với chúng ta bằng một cái sự so sánh. Và với cái sự so sánh này thì chúng ta sẽ cảm nhận được rằng là cuộc sống của Mị bị vắt kiệt sức lao động đến mức đau lòng. Tác giả so sánh với chúng ta rằng là con ngựa, con trâu làm còn có lúc nghỉ, đêm nó còn được đứng gãi chân, đứng nhai cỏ, nhưng đàn bà con gái ở trong nhà thống Lý bá cha thì phải vùi mình làm việc cả ngày lẫn đêm. Vậy thì các bạn sẽ thấy đó chính là
cái sự bắt kiệt sức lao động của Mỹ ấy, được tác giả miêu tả một cách cụ thể ở trong tác phẩm này. Tuy nhiên, cái sự miêu tả đó không phải là kể xem rằng là nhân vật Mỹ thì phải đi làm những cái việc gì, khi đi làm những cái việc đó thì phải chịu sự vất vả như thế nào, mà tác giả chỉ liệt kê ra cho chúng ta đó chính là Mỹ quá quen với những cái công việc, hết công việc này đến công việc khác, năm này qua năm khác không có gì thay đổi cả. Và chính những cái công việc dàn trải ra như thế thì cho chúng ta có được cái cảm nhận về một cuộc sống vô cùng là quẩn quanh và bế tắc của con người, mà Mỹ là một nạn nhân phải chịu đựng cái cuộc sống đó và cái cảnh lao động đó, đúng không? Tác giả thì đưa ra cho chúng ta một cái sự so sánh, đó chính là so sánh một con người, so sánh cuộc sống của một con người với một con vật. Đặc biệt đó chính là cái cuộc sống của con người này không phải là ở trong một cái gia đình đói khổ, nghèo hèn nào cả, mà ở trong một gia đình thống lý, rất là giàu có, nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện và nhiều cả muối nữa. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là sống ở trong một gia đình giàu có như vậy, vậy mà một cô gái lại phải làm việc, bị vắt kiệt sức lao động và đồng thời thì phải chịu những cái nỗi đau khổ về tinh thần như vậy. Thì rõ ràng rằng là dường như cô gái này đã có một cái sự thay đổi trong suy nghĩ, trong tính cách, đó chính là cái đời sống tinh thần của cô ấy đã bị tê liệt rồi, đúng không? Các bạn sẽ cùng chú ý nhé, đó chính là mỗi ngày thì Mị càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Và đặc biệt, tác giả miêu tả với chúng ta về việc đó chính là cái tinh thần của Mị đã bị tê liệt bằng cách đó chính là tác giả chỉ ra cho chúng ta căn phòng của Mị nằm ấy, có một cái ô cửa sổ vuông và ở từ cái ô cửa sổ đó thì có thể chiếu vào trong phòng những cái ánh sáng trắng. Tuy nhiên, nhân vật Mị của chúng ta ở đây còn không thể nào ý thức được rằng là cái ánh sáng trắng đó là sương hay là nắng. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý nhé, đó chính là sau khi mà chỉ ra cái thời gian đầu tiên Mị về làm dâu này, những tháng ngày mà Mị chấp nhận cảnh sống làm dâu gặt nợ, thì chúng ta cùng chỉ ra cái thái độ của nhân vật này nhé. Các bạn chú ý đến thái độ của nhân vật Mị này. Đó chính là ở lâu trong cái khổ thì Mị cũng đã quen rồi. Thêm nữa các bạn sẽ thấy này, đó là bây giờ Mị tưởng mình là con trâu, con ngựa và cứ làm quần quật trong cái cuộc sống quẩn quanh và bế tắc đó thôi. Đặc biệt như cô vừa nhắc đến một cái câu văn mà tác giả chỉ ra cho các bạn ấy, đó chính là mỗi ngày Mị càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Được chưa nhở? Và đặc biệt đó chính là cái căn phòng của Mị nằm thì nó cũng tối tăm, nó cũng kín mít giống như cuộc đời của cô ấy vậy. Các bạn sẽ thấy đó chính là ở trong căn buồng của Mị nằm thì kín mít, chỉ có một cái cửa sổ mà bằng một cái lỗ vuông bằng bàn tay thôi. Tuy nhiên lúc nào trông ra cái cửa sổ đó thì Mị cũng chỉ thấy một cái màu trăng trắng, mà chính bản thân Mị thì cũng không hề ý thức xem rằng đó là nắng hay là sương nữa. Vậy thì các bạn thấy này, đó là nhân vật Mị mỗi lần mà ngồi ở trong căn phòng này thì Mị chỉ nghĩ được rằng là đến bao giờ thì mới thôi trông ra cái cửa sổ nhỏ đó. Vậy thì các bạn sẽ có nhé, sau khi mà chỉ ra những cái ý liên quan đến thái độ của nhân vật Mị khi mà phải chấp nhận, phải chịu đựng cuộc sống làm dâu ở nhà thống lý bà cha ấy, thì chúng ta sẽ cùng đưa ra một số những nhận xét, kết luận nho nhỏ về cuộc sống của nhân vật này nhé. Đó chính là một cuộc sống rất là tối tăm này, nhẫn nhục này, đau khổ, và đồng thời đó chính là nhân vật này phải chịu cái nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô ấy không chỉ bị vắt kiệt sức lao động đâu, mà cô ấy còn phải chịu những cái sự tra tấn về thể xác nữa. Ví dụ như là những cái hành động đánh đập dã man của chồng cô ấy, chính là nhân vật A Sử chẳng hạn. Và chúng ta sẽ thấy này, cái tinh thần của nhân vật Mị ở đây thì đã bị tê liệt rồi. Cô ấy muốn buông xuôi theo số phận, vì vậy nên là cô ấy không ý thức về ánh sáng nữa. Và đồng thời thì với những cái việc làm của cô ấy thì luôn luôn ở trong một cái trạng thái, đó chính là Mị chỉ ý thức xem rằng là mình cần phải làm những việc gì và làm những cái việc đó ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác thôi, chứ không hề ý thức xem rằng là cuộc đời của mình sẽ đi về đâu, đúng nhở? Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chú ý đến hai cái mốc thời điểm quan trọng nhất ở trong tác phẩm này. Một sẽ là ở trong đêm tình mùa xuân thì tâm trạng của Mị có thay đổi như thế nào, và sau đó thì trước hình ảnh A Phủ và giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nhân vật này thì Mị có những cái thay đổi như thế nào trong cảm xúc của mình nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục bài học với nội dung, đó chính là tìm hiểu về sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị nhé. Các bạn chú ý một chút, đó là ở trong phần trên thì chúng ta đã cùng phân tích đến thái độ của nhân vật Mị.
biết được rằng là nhân vật Mị sống ở trong cái hoàn cảnh làm dâu gần nợ ở nhà thống lý Bá Cha, thì nhân vật này dường như đã bị tê liệt về ý thức, đúng nhỉ? Các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà mới về làm dâu gần nợ ấy, thì Mị đã từng có cái tư tưởng đó chính là muốn ăn lá ngón để tự tử, để tự giải thoát cho cái cuộc đời của mình. Và khi mà cái tình cảm, cái sự lo lắng cho gia đình, cho bố của mình trỗi dậy thì đã ngăn lại cái hành động đó của Mị, khiến Mị tiếp tục trở về nhà thống lý Bá Cha để có thể là làm dâu gần nợ và không để cho bố mình phải lao động, phải vất vả nữa. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, mấy năm sau đó thì bố Mị chết. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy được rằng là mấy năm sau đó, ở vào một cái khoảng thời gian ngay sau đó thôi, thì các bạn sẽ thấy rằng là nhân vật Mị của chúng ta ở đây, mặc dù là bố thì đã qua đời rồi, tuy nhiên cô ấy không còn có cái sức phản kháng. Cô ấy đã bị tê liệt sức phản kháng rồi. Vì vậy nên là sự sống hay là cái chết đối với nhân vật Mị lúc bấy giờ cũng không còn quan trọng nữa. Vì vậy nên là các bạn sẽ thấy này, Mị không còn tưởng đến việc sẽ ăn lá ngón tự tử nữa, bởi vì ở lâu trong cái khổ thì Mị đã khổ quá rồi, đúng nhá? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là ở trong phần phía trên chúng ta vừa chỉ ra một cái sự đau khổ, một cái sự vắt kiệt sức lao động của nhân vật Mị. Nhân vật Mị ở đây thì bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta đưa ra một câu hỏi rằng liệu rằng cái sự tê liệt về cảm xúc, tê liệt sức phản kháng của nhân vật Mị này thì có thể thay đổi hay không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, cùng trả lời cho câu hỏi đó với cái nội dung của phần thứ ba này, đó chính là sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị nhé. Các bạn sẽ thấy này, đó chính là cái cách để tác giả đưa đến cho chúng ta ấy, cái sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị ở đây ấy, đó chính là tác giả đưa đến cho chúng ta một cái hoàn cảnh. Và trước cái hoàn cảnh tươi đẹp của đất trời và lòng người thì đang cố gắng để có thể là hòa mình vào với mùa xuân, thì nhân vật Mị của chúng ta ở đây cũng có những cái sự tươi mới trở lại ở trong tâm hồn. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý nhé. Tác giả đưa đến cho chúng ta khung cảnh mùa xuân. Và chúng ta sẽ cùng chú ý xem rằng là cái cảnh ăn Tết, khung cảnh mùa xuân ở Hồng Ngài thì như thế nào. Và trong cái khung cảnh mùa xuân đó thì nhân vật Mị có những cái sự thay đổi như thế nào ở trong tâm trạng nhé. Các bạn sẽ có, đó chính là ở Hồng Ngài ấy, thì người ta ăn Tết không phải là đúng ngày, đúng tháng nào cả, mà cứ những khi mà những cái nương ngô, nương lúa đã gặt xong, lúa đã xếp yên ở trong các nhà kho, thì những người dân ở Hồng Ngài họ sẽ ăn Tết ngay để có thể là ăn Tết cho kịp lúc mưa xuân xuống thì sẽ vỡ nương và trồng một cái mùa vụ mới. Được chưa nhỉ? Và tác giả thì đã đưa đến cho chúng ta rằng là Hồng Ngài năm ấy thì ăn Tết giữa lúc gió thổi và cỏ danh vàng ửng. Và các bạn sẽ có này, gió rất là rét và dữ dội ở trong cái thời điểm Hồng Ngài ăn Tết năm đó. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy những cái chi tiết liên quan đến mùa Tết ở Hồng Ngài ở vùng núi Tây Bắc thì đã được tác giả chỉ ra khá là sinh động và rõ ràng. Ví dụ các bạn sẽ thấy này, đó chính là trẻ con thì đi hái bí đỏ tinh nghịch, đã đốt những cái lều canh, những cái nương để sưởi ấm. Nhưng trong các làng mèo đỏ thì những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên những cái mỏm đá xòe như những cái con bướm sặc sỡ. Và đám trẻ đợi Tết chơi quay, cười ầm cả những cái sân trước nhà. Đặc biệt đó chính là ngoài đầu núi lấp ló có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Và đây chính là những cái chi tiết để khiến cho tâm trạng của nhân vật Mị có những cái sự thay đổi, đúng nhỉ? Các bạn cùng chỉ ra một số những khung cảnh mùa xuân ở Hồng Ngài. Ví dụ như là Hồng Ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi này, trẻ em đợi Tết thì đã chơi quay cười ầm lên những cái sân ở trước nhà. Và đặc biệt đó chính là Mị thì nghe thấy tiếng sáo gọi bạn và Mị ngồi nhẩm cái lời bài hát theo cái tiếng sáo đó. Các bạn thấy cái chi tiết đó chính là Mị nghe tiếng sáo vọng lại thì thiết tha bồi hồi, Mị ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi. Mày có con trai con gái rồi, mày đi làm nương. Ta không có con trai con gái, ta đi tìm người yêu. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là tác giả gợi lên cho chúng ta một cái khung cảnh mùa xuân ở đây. Thì mặc dù là cái khung cảnh của đất trời thì không tràn đầy sức sống đâu, mà là những cái cơn gió thổi rất rét, dữ dội. Tuy nhiên cái hành động của con người ở đây đó chính là mừng một mùa vụ này. Những cái nương ngô, nương lúa thì đã xếp yên ở trong các kho rồi, trẻ con thì chơi đùa,
Và những cô gái thì đã phơi những chiếc váy xòe của mình như những cái con bướm sặc sỡ ở trên các mỏm đá rồi. Và cái mùa Tết thì thực sự đã đến với những cái con người ở Hồng Ngài đúng không? Vì vậy nên tác giả đã đưa đến cho chúng ta cái khung cảnh mùa xuân ở đây. Thì có cả hình ảnh này, có cả màu sắc và có cả những cái âm thanh nữa. Vì vậy nên chúng ta có thể cảm nhận được rõ ràng cái khung cảnh Tết ở đây như thế nào. Và đặc biệt đó chính là cái khung cảnh Tết, cái khung cảnh mùa xuân đó thì đã gợi đến cho chúng ta, đặc biệt đó chính là gợi đến ở nhân vật Mị những cái sự thức tỉnh. Trước đó thì chúng ta đang phân tích về việc là nhân vật Mị này đã bị tê liệt vì ý thức phản kháng rồi. Cô ấy sống lầm lũi như con rùa nuôi trong xó cửa rồi. Tuy nhiên, các bạn hãy cùng chú ý nhé, chúng ta chỉ ra cái tâm trạng của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân để xem rằng là những cái tiếng sáo gọi bạn này, những cái khung cảnh của mùa xuân thì đã có ảnh hưởng như thế nào đến tâm trạng của nhân vật này nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ thấy này, đó chính là ngày Tết thì Mị cũng uống rượu đón xuân. Ngày Tết Mị cũng uống rượu, Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ừng ực từng bát. Rồi say, Mị lị mặt xuống đấy nhìn mọi người nhảy đồng, hát, nhưng trong lòng Mị thì lại đang sống về ngày trước. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, những cái hình ảnh tươi đẹp của thời trẻ thì đã hiện về ở trong tâm trí của nhân vật Mị. Tai Mị văng vẳng nghe tiếng sáo gọi bạn ở đầu làng. Ngày trước Mị thổi sáo rất giỏi. Mùa xuân này Mị uống rượu bên bếp lửa và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao người đã mê, ngày đêm đã thổi sáo để đi theo Mị. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là những cái tiếng sáo gọi bạn vào mùa xuân và đặc biệt là cái hơi men của rượu trong cái đêm mùa xuân đó thì đã thức tỉnh ở Mị rất là nhiều những cái hình ảnh của ký ức đúng không? Và đặc biệt đó chính là khi mà nghe tiếng sáo gọi bạn ấy thì nhân vật Mị ở đây đã có những cái sự phơi phới trở lại ở trong tâm hồn. Các bạn sẽ thấy nhá, rượu đã tan từ lúc nào, người về người đi chơi đã vãn cả, chỉ còn lại một mình Mị trơ ra ở giữa gian nhà. Tuy nhiên, các bạn sẽ thấy này, đó là đã từ nãy Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui xuống như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ lắm, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng vẫn đi chơi ngày Tết. Vì vậy nên là ở đây thì chúng ta đã thấy được có những cái sự thức tỉnh ở nhân vật này. Các bạn sẽ thấy này, những cái câu văn thể hiện nổi bật rõ ràng nhất về cái sự sống lại trong tâm hồn của Mị đó là Mị trẻ lắm, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. Thì ở đây chúng ta thấy được là rõ ràng cái đời sống tinh thần của Mị thì dường như đã phơi phới, đang thức tỉnh trở lại đúng nhở? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, ở phía trên những cái hình ảnh, những cái tưởng tượng về ký ức thời còn trẻ đẹp đẽ bao nhiêu thì các bạn sẽ có một cái hiện thực phũ phàng thì ập đến ngay. Thì cái hiện thực đó thì lại đau đớn bấy nhiêu đúng nhở? Các bạn sẽ có những cái chi tiết liên quan đến việc đó chính là trong những cái ngày xuân, trong những ngày Tết thì nhân vật A Sử chồng của Mị thì đi chơi rất là nhiều nơi. Anh ta về nhà, anh ta đi chơi có khi suốt mấy ngày đêm. Và cái khung cảnh được miêu tả ở trong cái đoạn này đó chính là sau khá là nhiều thời gian đi chơi thì A Sử trở về, vừa đi đâu đó về nhưng lại sửa soạn để chuẩn bị đi chơi tiếp. Các bạn sẽ thấy này, trong cái khung cảnh đó thì trong đầu Mị dập dờn tiếng sáo, Mị cũng muốn đi chơi và cô ấy bắt đầu tự trang điểm lại cho bản thân mình. Mị quấn lại tóc này, Mị với tay lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách. Và các bạn sẽ thấy này, ngay lập tức nhìn thấy những cái hành động đó của Mị thì A Sử đang sắp bước ra bỗng quay lại lấy làm lạ bởi những cái hành động của Mị. Nó nhìn thấy Mị và A Sử hỏi: "Mày muốn đi chơi à?" Và các bạn sẽ thấy này, trong ngày Tết, cái mối quan hệ giữa vợ chồng không có lấy một chút êm ấm và thân mật đúng nhỉ? Ngay sau cái câu hỏi đó thì các bạn sẽ thấy này, Mị không trả lời câu hỏi của A Sử và ngay lập tức thì A Sử cũng không thèm hỏi thêm nữa. A Sử bước lại, nắm lấy Mị, trói Mị bằng một cái thắt lưng. Và các bạn sẽ thấy này, đau đớn hơn thế nữa đó là nó xách cả một thúng sợi đai ra, trói Mị, trói đứng vào cái cột nhà. Mị xõa tóc xuống thì A Sử quấn luôn tóc lên cột, khiến cho Mị không cúi cũng không nghiêng đầu đi đâu được nữa. Trói vợ xong thì A Sử thắt nốt cái thắt lưng xanh ra ngoài.
rồi tắt đèn đi ra, khép cửa buồng lại. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, ở đây chúng ta dường như thấy được một cái sự thức tỉnh ở trong tâm hồn của nhân vật Mị, đó là cô ấy nghe thấy tiếng sáo mùa xuân này, cô ấy uống rượu trong ngày Tết, và những cái ký ức của cô ấy thì đã trở lại. Tâm hồn cô ấy trở nên phơi phới và cô ấy muốn được đi chơi. Nhưng cái mong muốn của cô ấy ngay lập tức bị A Sử chặn đứng lại. Và các bạn sẽ thấy là sau những cái hành động dã man của mình, ví dụ như là trói Mị, trói đứng vào cột nhà này, cột cả tóc của Mị lên cột, và đặc biệt đó chính là khép cái căn, cái đóng chặt cái cửa buồng lại, thì rõ ràng rằng là những cái mong muốn, những cái hồi ức của nhân vật Mị, những cái hình ảnh tươi đẹp về cuộc sống thì đã ngay lập tức bị A Sử chặn đứng lại, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy được ở đây đó chính là tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân. Mặc dù Mị cũng uống rượu đón xuân, mặc dù Mị cũng phơi phới, Mị cũng bồi hồi khi nghe những cái tiếng sáo gọi bạn ở đầu làng. Tuy nhiên, nhân vật A Sử ở đây thì đã trói đứng Mị lại và ngay lập tức chặn đứng tất cả những cái mong muốn được đi chơi, được hòa nhập vào cuộc sống của nhân vật Mị. Thấy chưa nhỉ? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý này, liệu rằng ở trong cái cuộc sống mà bị kìm kẹp, bị tù hãm như vậy thì nhân vật Mị có được cái sức sống tiềm tàng như thế nào? Và đặc biệt đó chính là tình huống nào thì nhấn mạnh cho chúng ta, đưa đến cho chúng ta cái bước ngoặt ở trong cuộc đời của nhân vật này. Chúng ta sẽ cùng chú ý đến cái sự kiện cuối cùng mà tác giả chỉ ra cho chúng ta ở trong tác phẩm nhé. Đó chính là phần thứ 3, các bạn lưu tâm giúp cô. Tâm trạng và hành động của Mị khi thấy A Phủ bị trói. Các bạn chú ý thì đó chính là chúng ta phân tích đến tâm trạng, đến hành động của nhân vật Mị khi thấy A Phủ bị trói. Đầu tiên các bạn sẽ thấy này, ban đầu khi thấy A Phủ bị trói thì Mị rất thản nhiên. Cô ấy thấy rằng là nhân vật này bị trói khá là nhiều ngày ở nhà rồi, nhưng đêm nào cô ấy vẫn dậy để thổi lửa và hơ tay trong những ngày mùa đông giá rét, đúng không? Kể cả những cái đêm mà A Sử đi chơi về ấy, đã đánh cô ấy không cho cô ấy thổi lửa hơ tay nữa, thì những đêm sau cô ấy vẫn tiếp tục làm cái hành động như vậy. Dường như là có một cái sự trơ lì về cảm xúc ở đây rồi. Tiếp theo các bạn sẽ thấy này, cái sự thức tỉnh của nhân vật Mị ấy, được chỉ ra trong một cái chi tiết, đó chính là cô ấy nhìn thấy một cái giọt nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã đen sạm lại của nhân vật A Phủ. Các bạn sẽ thấy nhá, đó chính là ban đầu ấy thì nhân vật Mị hay ngồi dậy để sưởi bếp thật lâu này, ngọn lửa bùng lên, cùng lúc ấy thì Mị nhìn sang thấy mắt của A Phủ trừng trừng, Mị biết rằng A Phủ còn sống. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, ngọn lửa bập bùng sáng lên, Mị lé mắt trông sang thấy hai mắt của A Phủ cũng mở, một dòng nước lấp lánh bò xuống hai hõm má đã đen sạm lại. Và với cái giọt nước mắt này của nhân vật A Phủ thì các bạn sẽ thấy được rằng là với một người đàn ông cao lớn này, giỏi việc này, thạo việc và rất gan dạ dũng cảm như A Phủ mà lại rơi một giọt nước mắt như vậy thì khiến cho Mị cảm thấy vô cùng là đau khổ, và dường như bản thân cô ấy có những cái sự xúc động và đồng cảm, đúng không? Các bạn sẽ thấy đó chính là ở trong cái hoàn cảnh nhìn thấy cái tình cảnh như thế thì Mị chợt nhớ lại đêm năm trước A Sử cũng trói Mị, Mị cũng phải đứng trói như thế kia. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, điều đầu tiên, những cái chi tiết mà tác giả đưa đến cho chúng ta về sự thức tỉnh dần dần của Mị ấy. Các bạn chú ý nhé, sự thức tỉnh ở đây không phải là một sự thức tỉnh ngay lập tức mà sẽ là một cái sự thức tỉnh dần. Và tác giả thì đã đưa đến cho chúng ta từng hành động, từng những cái ký ức của Mị để cho chúng ta biết rằng là những cái sự thay đổi trong tâm lý của cô ấy, trong tâm trạng của cô ấy thì diễn biến như thế nào. Đầu tiên, Mị nhớ lại năm trước Mị cũng bị A Sử trói như vậy. Và các bạn sẽ thấy này, nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được. Trời ơi, nó bắt trói đứng người ta đến chết, rồi mình cũng chết mất thôi. Vậy thì các bạn hãy chú ý ở trong phần này, đầu tiên thì Mị chỉ nhớ lại khi mà Mị bị A Sử trói vào Tết năm trước thôi. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, từ cái hình ảnh đó thì Mị đưa đến cho chúng ta một cái hình ảnh mà khiến cho Mị bị ám ảnh ấy. Các bạn sẽ thấy này, ở trong phần này tác giả đưa đến cho chúng ta một số những câu văn bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp nhé. Tác giả nói rằng là chúng nó thật độc ác,
Coi chừng ngày chỉ 2 đêm là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét. Và đặc biệt đó chính là cái ý cuối cùng trong câu văn này, đó chính là một cái sự nhấn mạnh phải chết, đúng không? Các bạn sẽ thấy này, những chi tiết tiếp theo ở trong phần này đó chính là Mị nghĩ đến hình ảnh của một người đàn bà đã từng ám ảnh Mị ở trong căn nhà này, đó chính là có một người đàn bà cũng bị chói đến chết. Và khi mà nghĩ đến những cái hình ảnh ám ảnh đó thì các bạn thấy rằng là Mị cũng nhận thức được về cuộc sống của mình, nhận thức được tội ác của những con người ở trong nhà thống lý bà cha. Chúng nó thật độc ác, và đặc biệt đó chính là Mị sợ rằng Mị cũng phải chịu cái chết như người đàn bà kia. Các bạn sẽ thấy nhé, đó chính là ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi, thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi. Tuy nhiên có một cái sự thương cảm cho nhân vật A Phủ ở đây mà Mị đã dành cho anh ấy, đó chính là còn A Phủ, cái người kia thì lý do vì sao mà phải chết, đúng nhỉ? Người kia việc gì mà phải chết như thế? Mị phảng phất nghĩ như vậy. Và chúng ta có thể khẳng định ở trong phần này, đó chính là nếu như ở phía trên Mị nhớ lại những cái ngày Tết năm ngoái mà Mị cũng bị A Sử chói như vậy, thì ở đây chúng ta mới thấy được cái sự đồng cảm của nhân vật Mị đối với A Phủ thôi, đúng nhở? Tuy nhiên đến dưới này thì các bạn sẽ thấy này, Mị đã cảm thấy thương cảm cho A Phủ, và đặc biệt đó chính là Mị đưa ra một câu hỏi: người kia việc gì mà phải chết như thế? Mị phảng phất nghĩ như vậy. Vậy chưa nhở? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý này, đó chính là cuối cùng Mị có một cái nỗi lo sợ khi mà cô ấy cắt dây trói cho A Phủ. Các bạn thấy đó chính là khi mà Mị rón rén bước lại thì Mị rút con dao nhỏ cắt lúa để có thể là cắt cái dây mây đang trói cho A Phủ. Tuy nhiên cô ấy có những cái suy nghĩ, có những cái sự lo sợ, đó là bây giờ cô ấy cắt dây thì cởi trói cho A Phủ, thì cái người mà tiếp tục bị trói ở cái vị trí đấy mà có thể là sẽ bị chết ngay ở trong cái tư thế bị trói đứng như vậy chính là cô ấy. Vì vậy nên các bạn hãy cùng chú ý này, mặc dù là rút cái con dao ra để có thể là cắt đứt dây trói cho A Phủ, nhưng bản thân Mị cũng lo sợ, hốt hoảng. Và đặc biệt các bạn sẽ thấy này, đỉnh điểm của cái sự lo sợ và hốt hoảng đó, đó chính là đầu tiên rất là ngắn thôi, tác giả chỉ ra cho các bạn Mị đứng lặng trong bóng tối. Có lẽ là cô ấy đang suy nghĩ về cái thân phận của mình sẽ phải là người thế thân cho A Phủ và sẽ phải là người chết thay cho A Phủ chẳng hạn, đúng nhỉ? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, sau một câu văn rất là ngắn ngủi đó thì tác giả đưa đến cho chúng ta ngay lập tức cái hành động của nhân vật Mị, đó chính là rồi Mị vụt chạy ra, trời tối lắm nhưng Mị vẫn băng đi. Vậy thì các bạn sẽ thấy đó chính là ở trong phần này, nhân vật Mị của chúng ta có một cái sự liều lĩnh hành động. Liều lĩnh đầu tiên đó là cái sự liều lĩnh cắt dây trói cho A Phủ, và sau đó khi mà suy nghĩ về việc mình sẽ là người bị đứng trói, bị chết thay cho A Phủ, thì cô ấy đã có cái hành động đó chính là vụt chạy để có thể là tránh được cho bản thân mình một cái chết, đúng nhở? Và vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, chính vì việc là cô ấy sợ chết này, cái hình ảnh người đàn bà ám ảnh cô ấy, và đặc biệt đó chính là cái hành động mà vụt chạy ra ngoài bóng đêm. Mặc dù là bóng đêm thì rất là đen tối nhưng cô ấy vẫn cứ chạy. Thì đây là những cái hành động để khiến cho chúng ta biết được rằng là cái sự liều lĩnh của nhân vật Mị đã thể hiện ra cho chúng ta thấy được cái sức tiềm tàng ở cái sức sống tiềm tàng ở trong nhân vật này. Mặc dù là trước đó thì chúng ta đã thấy được rằng là dường như nhân vật này đã bị chơ lì về cảm xúc và đặc biệt là bị tê liệt về sức phản kháng rồi. Tuy nhiên đến nhân vật này, đến cái đoạn văn này, khi mà có những cái sự đồng cảm, có những cái sự thương cảm cho nhân vật A Phủ, thì dường như cô ấy cũng tự ý thức được về cuộc sống của bản thân mình. Vì vậy nên là đã vụt chạy thoát khỏi gia đình của nhà thống lý bà cha, đúng nhỉ? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, đó chính là cái hành động mà nhân vật Mị hành động ở đây ấy, là một cái hành động tất yếu giống với tâm lý của mỗi con người. Giống như là ở trong dân gian của chúng ta thì hay có cái câu đó chính là con giun xéo lắm cũng quằn, đúng nhỉ? Vì vậy các bạn sẽ thấy được rằng là ở đây nhân vật Mị đã phải chịu quá là nhiều đau khổ
và chịu đựng ở trong cái cuộc sống của gia đình nhà Hồng Lý bà cha rồi. Cái cuộc sống của cô ấy còn không bằng con ngựa, con trâu ở nuôi ở trong gia đình đó, chứ đừng nói là được so sánh với con người. Vì vậy nên trước những cái sự đau khổ cùng cực như vậy thì cô ấy đã có những cái hành động tất yếu ở đây, đó chính là hành động tự giải thoát cho bản thân mình và đồng thời thì cũng giải thoát thêm cho một người nữa, đó chính là nhân vật A Phủ. Và đặc biệt các bạn chú ý đó chính là khi mà đưa đến cho chúng ta hàng loạt những cái hành động này, những cái suy nghĩ, tâm trạng để miêu tả cái sự thức tỉnh của nhân vật Mị thì tài năng của tác giả đã được bộc lộ khá là rõ ràng đúng không? Những cái sự chuyển biến trong tâm trạng của nhân vật Mị thì từ thấp thoáng này sau đó đến sâu sắc hơn và những cái suy nghĩ đó thì ngay lập tức đã được chuyển biến thành hành động. Vì vậy nên các bạn nhấn mạnh giúp cô ở trong phần này đó chính là chúng ta không chỉ nhấn mạnh cái hành động liều lĩnh của nhân vật Mị là một hành động tất yếu trong cái quy luật của con người, trong quy luật cuộc sống của con người đâu, mà đồng thời thì chúng ta cũng cần phải khẳng định rằng tài năng của tác giả thì đã bộc lộ hết sức là rõ nét ở trong phần này để có thể đưa đến cho chúng ta được những cái tâm lý này, những cái nét chuyển biến trong tâm trạng này, và đồng thời đó chính là những cái hành động mang tính tất yếu của nhân vật. Rõ ràng là tác giả phải thấu hiểu được cái cuộc sống, được tâm lý của nhân vật lắm thì mới có thể đưa đến cho chúng ta những cái chi tiết như thế này, đúng không? Ngay sau đây thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu về một người mà cũng cùng cảnh ngộ với Mị, đó chính là nhân vật A Phủ, để xem rằng là nhân vật này thì đã mắc phải những cái tội lỗi gì mà phải là một cái người lao động gạt nợ cho nhà Hồng Lý bà cha. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng cảm nhận xem rằng là ở nhân vật này thì có những cái điều gì khiến cho chúng ta cảm thấy là yêu mến hay là cảm phục nhé. Nhân vật thứ hai mà chúng ta sẽ cùng phân tích ở trong bài này đó chính là phần hai nhỏ, chúng ta chú ý đến nhân vật A Phủ nhé. Cái dung lượng ở trong tác phẩm này dành cho nhân vật A Phủ thì không nhiều. Tuy nhiên, các bạn sẽ thấy được rằng là những cái nội dung liên quan đến số phận đặc biệt và liên quan đến tính cách đặc biệt của nhân vật này thì lại được tác giả thể hiện khá là rõ ràng. Vì vậy nên các bạn sẽ cùng đến với phần 2 nhé. Phần nhân vật A Phủ để xem rằng là với cái số phận đặc biệt như vậy thì đã tôi luyện cho nhân vật A Phủ này những cái nét tính cách đặc biệt như thế nào. Và sau tất cả khi mà tìm hiểu về số phận, sau khi mà tìm hiểu về tính cách đó thì chúng ta đưa ra một cái nhận xét xem rằng là cái hành động cuối cùng của nhân vật A Phủ thì có phải là một cái điều tất yếu liên quan đến tính cách, liên quan đến số phận của nhân vật này hay không nhé. Đầu tiên, các bạn chú ý đến số phận đặc biệt của nhân vật A Phủ. Phần này thì có ở trong tác phẩm mà chúng ta có thể tìm thấy ở trong sách giáo khoa trang 12. Các bạn có này, đó là A Phủ thì không phải là người ở Hồng Ngài đúng không? Các bạn sẽ thấy này, đó là bố mẹ đẻ A Phủ ở Háng Mơ La. Năm xưa ở làng Háng Mơ La thì có một cái trận đậu mùa. Sau đó thì tất cả những cái người thân trong gia đình của A Phủ thì không còn sống nữa, chỉ có một mình A Phủ là sống sót qua nạn dịch đậu mùa đó. Vậy thì ý đầu tiên liên quan đến nhân vật A Phủ này mà các bạn cần phải chú ý được đó chính là nhân vật này thì từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ này, không người thân thích. Mà cụ thể đó chính là tác giả nói với chúng ta, anh của A Phủ, em của A Phủ, bố mẹ của A Phủ cũng chết. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, chỉ có một mình A Phủ sống sót qua nạn dịch thôi. Tuy nhiên, cái cuộc đời phiêu bạt của A Phủ thì lại tiếp tục được tác giả chỉ đến cho chúng ta, đó chính là làng chết và đói nhiều quá nên là có một người làng đã đói bụng bắt A Phủ đem xuống bán đổi lấy thóc của người Thái. Vì vậy nên chúng ta có chi tiết đó chính là 10 tuổi thì A Phủ đã bị đem bán để đổi lấy thóc. Sau đó thì A Phủ đã trốn thoát được và lưu lạc đến Hồng Ngài. Tiếp theo các bạn sẽ thấy này, với cái sức sống của mình thì A Phủ đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh, tháo vát, thông minh. Các bạn sẽ có nhé, đó chính là A Phủ thì đi làm cho nhà người ta lần lữa mùa này sang mùa khác. Chẳng bao lâu thì A Phủ đã lớn, đã biết đúc lưỡi cày, biết đục cuốc, lại cày giỏi và đi săn bò to rất khỏe. Những cái chi tiết này thì khiến cho chúng ta biết được rằng đây là một nhân vật khỏe mạnh, tháo vát và đồng thời thì cũng rất là thông minh đúng nhỉ? Các bạn chú ý này, tác giả có những cái sự so sánh để nói về vẻ đẹp, về sức vóc của một chàng trai được đưa ra và đặc biệt đó chính là cái cách miêu tả này thì rất là gần gũi với những cái hình ảnh chân thực và rất là gần gũi với đời sống sinh hoạt của người miền núi. Các bạn sẽ có nhé. A Phủ khỏe, chạy nhanh như con ngựa.
Con gái trong làng nhiều người mê, nhiều người nói, đứa nào được A Phủ cũng bằng được một con trâu tốt trong nhà, chẳng mấy lúc mà giàu. Vì vậy các bạn hãy cùng chú ý này, sau khi mà chúng ta chỉ ra khá là nhiều những cái số phận đặc biệt của A Phủ, ví dụ như là một mình trong gia đình sống sót qua nạn dịch này, 10 tuổi đã bị đem bán nhưng anh ta đã trốn thoát và lưu lạc đến Hồng Ngài. Đặc biệt anh ta trở thành một chàng trai khỏe mạnh, tháo vát, thông minh và trở thành nhiều niềm mơ ước của nhiều cô gái, đúng nhỉ? Tuy nhiên các bạn thấy được rằng là dường như cuộc đời thì chẳng cho không ai cái gì bao giờ cả. Và nhân vật này có sự khỏe mạnh, thông minh, tháo vát là niềm mơ ước của nhiều cô gái, nhưng anh ta lại quá nghèo đến nỗi mà không thể lấy nổi vợ, bởi vì cái tập tục ở miền núi lúc bấy giờ. Vì vậy nên các bạn có ý cuối cùng liên quan đến nhân vật A Phủ này giúp cô nhé. Đó chính là A Phủ thì đã phải sống bằng cách đó chính là làm thuê, làm mướn cho rất là nhiều nhà, nghèo đến mức mà không thể lấy nổi vợ bởi vì những cái tập tục của người dân miền núi lúc bấy giờ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý xem rằng là sau những cái điều đặc biệt về số phận như vậy thì nhân vật này sẽ có những cái tính cách như thế nào. Bên cạnh cái vẻ đẹp ngoại hình đó là tháo vát này, thông minh này và khỏe mạnh này, thì anh ta có những cái nét tính cách gì đáng yêu hay là đáng khâm phục hay không nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của cái phần thứ hai này, đó chính là tính cách đặc biệt của nhân vật A Phủ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chỉ ra đầu tiên, đó chính là nhân vật này thì gan góc từ bé. Những cái chi tiết liên quan đến sự gan góc của A Phủ thì các bạn cũng đã biết rồi. Anh ta một mình sống sót qua đại dịch này, và đồng thời đó là A Phủ mới 10 tuổi nhưng gan bướng, không chịu ở cánh đồng thấp nên đã trốn lên núi và lưu lạc đến Hồng Ngà. Thì những cái chi tiết này đã thể hiện được sự gan góc và đồng thời thì cũng đã thể hiện được cái khao khát tự do của nhân vật này từ khi còn tầm bé rồi, đúng không? Tiếp đến thì các bạn hãy cùng chú ý này, khi mà lớn lên thì A Phủ là người mà đã dám đánh con quan và sẵn sàng trừng trị kẻ ác. Cái chi tiết này thì các bạn có thể thấy được, đó chính là chính A Phủ là người mà đã đánh A Sử trong cái cuộc náo loạn giữa những cái trai làng, đúng không? Các bạn sẽ thấy này, đó chính là khi mà bọn A Sử đến phá để khiến cho những cái người trai làng không có được một cuộc vui xuân yên ổn, thì các bạn sẽ thấy này, đó là những cái người trai làng trong cùng đám ấy đã gọi A Phủ đâu, A Phủ đánh chết nó đi. Và các bạn sẽ có được những cái sự miêu tả đầu tiên về sự xuất hiện của A Phủ thì cũng ấn tượng giống như là về Mị vậy. Tác giả đưa đến cho chúng ta cái sự xuất hiện của nhân vật A Phủ này, đó chính là một người to lớn vụt chạy ra, vung tay ném con quay rất to vào mặt A Sử. Con quay gỗ ngát lăng vào giữa mặt và nó chỉ vừa kịp bưng tay lên thì A Phủ đã sộc tới, nắm lấy cái vòng cổ, kéo dập đầu xuống, xé vai áo và đánh tới tấp. Và các bạn sẽ thấy đó chính là cái hành động mà đánh con quan, đánh A Sử này của A Phủ thì đã được rất là nhiều người hưởng ứng và tung hô, đúng nhỉ? Tuy nhiên sau đó thì với cái tội ác đó chính là đánh con quan như vậy, thì nhân vật A Phủ của chúng ta đã trở thành một người làm công gạt nợ. Tuy nhiên anh ta vẫn hàng ngày ở ngoài bìa rừng, ở ngoài núi, không có lúc nào mà anh ta chịu trú chân ở nhà cả. Tiếp theo đó chính là cái hành động không sợ cường quyền và không sợ kẻ ác của nhân vật A Phủ. Những cái điều này thì được thể hiện qua các chi tiết, ví dụ nhé. Đó chính là A Phủ thì có công việc, đó chính là chăn bò ở trong rừng. Và trong một lần bẫy nhím thì anh ta đã sơ ý khiến cho con hổ thì ăn mất một con bò, đúng không? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, A Phủ thì không hề giấu giếm cái tội lỗi đó của mình. Anh ấy mang nửa cái con bò đang bị hổ ăn dở vác về nhà và nói với người nhà của Thường Lý Bà Cha là bây giờ thì sẽ vào rừng để có thể là săn hổ, đúng không? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy được rằng là gia đình Thường Lý Bà Cha thì không cho phép A Phủ đi làm công việc đó nữa, trói A Phủ vào nhà để những người ở trong gia đình đó thì tự đi để có thể săn hổ. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, qua cái chi tiết đó chính là không được đi săn hổ đó thì A Phủ tự lấy gậy và tự lấy dây để cho người ta trói mình để chịu tội, đúng không? Vì vậy nên là với những cái chi tiết như vậy thì chúng ta thấy được rằng là A Phủ thực sự là một người không sợ cường quyền, không sợ kẻ ác. Và mặc dù đã bị trói vào cột rồi nhưng mà anh ta vẫn có cái khao khát tự do ở cái điều đó chính là anh ta nhai đứt hai cái vòng dây mây và định chạy thoát. Và cái hành động của Mị
để cắt dây trói giải thoát cho A-Phủ chính là một cái điều mà khiến cho anh ta có cơ hội để được vẫy vùng, để thỏa sức tự do. Các bạn hãy cùng chú ý một chút, đó chính là cái tinh thần phản kháng, cái sự gan góc của nhân vật A-Phủ này có ngay từ khi anh ta còn nhỏ. Và đặc biệt đó chính là cái tinh thần phản kháng này là một cái điều vô cùng là tất yếu. Sau đó thì các bạn có được một cái chi tiết ở phần cuối truyện, đó chính là nhân vật A Phủ này thì đã gặp A Châu, là người đã giác ngộ cách mạng, và đã A Châu là chính là người mà đã dẫn dắt A Phủ để có thể là tham gia cách mạng, đúng không? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là cái tinh thần phản kháng này chính là tiền đề, chính là một cái bước vững chắc để có thể giúp cho A Phủ tham gia phong trào cách mạng, tham gia phong trào để có thể là giải phóng cuộc sống khỏi cường quyền và thần quyền cho những người dân ở miền núi lúc bấy giờ. Các bạn chú ý ở đây nhé, chúng ta thấy được rằng là những con người ở trong cái tác phẩm này được tác giả đưa đến cho chúng ta, họ không phải là chỉ chịu một cái tầng áp bức đó là cường quyền đâu, mà họ còn bị chịu một cái sự áp bức nữa của thần quyền nữa. Đó chính là các bạn thấy ngay được cái chi tiết ấy, khi mà Mị về làm dâu gạt nợ hay là A Phủ về làm công gạt nợ thì cả hai nhân vật này đều phải cúng trình ma và trở thành người của nhà thống Lý Bá Tra, và nếu như chết thì cũng phải là chết là người của nhà đó, đúng không? Vì vậy các bạn sẽ thấy ở đây, đó chính là khi mà so sánh với nhân vật Mị thì chúng ta thấy được rằng cả Mị và A Phủ thì đều là nạn nhân của thần quyền và của cương quyền. Vì vậy nên ở đây các bạn hãy cùng chú ý đến hai cái nội dung này để chúng ta biết được rằng là những cái nội dung mà tác giả xây dựng lên cho chúng ta thì mang đậm những cái bản sắc của người dân tộc miền núi nhé. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý đến cái ý tiếp theo khi mà chúng ta so sánh nhân vật Mị với nhân vật A Phủ này. Mặc dù là họ có những cái nét khác nhau về tính cách, về số phận, nhưng ở họ có một số những điểm chung. Thứ nhất như cô vừa chỉ ra với các bạn rồi, đó chính là họ đều là nạn nhân của thần quyền, của cường quyền, và sau đó thì họ đều bị đàn áp. Và cuối cùng thì các bạn sẽ thấy đó chính là khi mà cái sự đàn áp đó bị đẩy lên đến đỉnh điểm thì họ đã vùng dậy để đấu tranh và tự giải thoát cho bản thân mình, đúng không? Ở đây thì các bạn sẽ thấy này, Mị thì đã giải cắt cắt đứt dây trói để giải thoát cho A Phủ, và ngay sau đó cô ấy nghĩ rằng là nếu như A Phủ chạy trốn thì bản thân mình cũng phải thay thế vào cái chỗ đó bị trói, và rất có thể rằng sẽ bị trói đến chết ở gia đình đó. Vì vậy nên là mặc dù là đêm tối nhưng cô ấy cũng vẫn băng đi, đúng nhở? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được ở trong phần này, hai nhân vật của chúng ta đã vùng dậy và tự giải thoát cho cuộc sống của chính mình. Ở phần cuối của tác phẩm này chúng ta không có được cái tác phẩm, cái đoạn đầy đủ. Tuy nhiên thì ở phần cuối bị lược đi thì đã có được cái sách giáo khoa đã tóm tắt cho chúng ta những cái nội dung cuối rồi. Đó chính là A Phủ và Mị thì hai người trở thành vợ chồng và trốn sang phiềng xa. Quân Pháp tràn tới, dân phiềng xa lại hoang mang lo sợ. Tuy nhiên A Châu, một cán bộ đảng, đã tìm đến. A Phủ đã kết nghĩa anh em với A Châu, rồi A Phủ trở thành một tiểu đội trưởng du kích cùng với Mị và đồng đội để bảo vệ quê hương của mình. Được chưa nhỉ? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà so sánh hai nhân vật chính này với nhau thì chúng ta thấy được ở họ, họ đều là nạn nhân của những cái chế độ trong xã hội ở miền núi lúc bấy giờ. Và đặc biệt đó chính là sau rất là nhiều những cái sự đàn áp dã man thì bản thân họ đã tự giải thoát cho cuộc sống của mình, tự vùng dậy, và đồng thời sau đó thì chúng ta có những cái chi tiết liên quan đến việc họ đã cùng nhau chiến đấu cùng với những người đồng đội chiến đấu để bảo vệ quê hương như thế nào. Được chưa nhỉ? Như vậy là cô đã hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được về hai nhân vật chính của chúng ta trong tác phẩm này, đó chính là nhân vật Mị và A Phủ này. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung cuối trong bài, đó chính là phần 3 nhỏ. Chúng ta chú ý đến những nét đặc sắc nghệ thuật ở trong tác phẩm này nhé. Chúng ta sẽ cùng chú ý đến nội dung thứ ba ở trong bài ngày hôm nay nhé. Đó là phần 3 nhỏ, phần nghệ thuật này. Ở trong phần nghệ thuật này thì cô sẽ không thể nào mà đưa đến cho các bạn những cái sự phân tích cụ thể về nghệ thuật của tác phẩm này. Vì vậy nên cô sẽ chỉ điểm sơ qua những cái tác phẩm liên quan, những cái nghệ thuật liên quan đến tác phẩm này, và sau đó thì các bạn sẽ cố gắng để tìm này, và đặc biệt đó chính là các bạn sẽ cảm nhận những cái nghệ thuật này thông qua cái cách tác giả xây dựng nên cốt truyện cũng như là nhân vật ở trong truyện nhé. Các bạn chú ý đầu tiên đó chính là tác giả thì đã có một cái nghệ thuật khắc họa nhân vật vô cùng là sống động và chân thực. Rõ ràng rằng là bên cạnh hai nhân vật chính của chúng ta ở đây, đó chính là nhân vật Mị và nhân vật A Phủ, thì các bạn còn thấy rất nhiều các nhân vật khác được nhắc đến. Và mỗi nhân vật thì có những cái tính cách, có những cái số phận riêng. Ví dụ các bạn sẽ thấy này,
Bố của Mị là một người cha, mặc dù là đã ăn bạc của nhà giàu và sau đó thì không thể nào mà trả được cái số bạc đó sau đám cưới. Đến khi người vợ mất rồi, người cha vẫn không thể nào mà trả được hết số nợ, đúng không? Vì vậy các bạn thấy này, người cha ở đây là một người cha rất là cam chịu, tuy nhiên thì cũng đầy lòng yêu thương con. Khi mà thông lý bà cha đến ngỏ lời đó chính là không thể nào mà trả hết nợ thì hãy cho đứa con gái này về làm dâu nhà thống lý bà cha đi, thì ông bố đã không nói gì, và cái hành động im lặng không nói gì đó đã thể hiện được cái lòng yêu thương con của người bố ở đây, đúng nhỉ? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, bên cạnh những nhân vật chính thì chúng ta có những nhân vật khác, ví dụ như là nhân vật bố của Mị này, nhân vật A Sử, hoặc là chúng ta có nhân vật người đàn bà, mặc dù là chỉ được nhắc đến ở trong một vài câu văn thôi. Tuy nhiên, cái người đàn bà đã từng chết ở trong nhà thống lý bà cha lại đưa đến cho chúng ta những cái sự ám ảnh. Đặc biệt, đó là một cái hình ảnh mà ám ảnh đến nhân vật Mị. Cô ấy nhớ đến hình ảnh của người đàn bà đã bị trói ở cột và chết đứng ở đó. Và đồng thời thì cô ấy lo sợ rằng bản thân mình cũng bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, đúng không? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là cái nghệ thuật khắc họa nhân vật của tác giả ở đây ấy, không chỉ là khắc họa nên nhân vật chính với những cái nét tính cách số phận nổi bật đâu, mà những con người khác, những nhân vật phụ ở trong tác phẩm này thì cũng đã được miêu tả với những hành động, với những lời nói, với những số phận riêng biệt, và từ đó thì chúng ta hiểu được câu chuyện của những con người sống ở trong cái xã hội bế tắc và bần cùng như vậy. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý đến nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật nhé. Cái nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật này thì cô muốn nhấn mạnh với các bạn ở đoạn đó chính là Mị đã có những cái sự thay đổi, những cái sự chuyển biến như thế nào ở trong tâm lý của mình. Đặc biệt đó chính là ở cái đoạn ở trong đêm mùa xuân ấy, thì nhân vật Mị đã có những cái sự thay đổi ở trong tâm lý. Những cái sự thay đổi này là sự thay đổi dần dần. Và tác giả thì đã đưa đến cho chúng ta cái quá trình thay đổi về tâm lý, về suy nghĩ của Mị. Để ban đầu cô ấy chỉ thương nhân vật A Phủ thôi, sau đó thì cô ấy thấy đồng cảm và cuối cùng thì cô ấy đã cắt dây trói để giải thoát cho A Phủ, đúng không? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là cái nghệ thuật miêu tả tâm lý của nhân vật thì vô cùng là tinh tế, đặc sắc và đồng thời thì cũng rất là sinh động nữa. Cái cách để miêu tả tâm lý của nhân vật bố Mị này, nhân vật Mị hay là nhân vật A Phủ thì hoàn toàn là khác nhau. Tiếp theo thì các bạn sẽ có đó chính là cái khả năng quan sát và tìm tòi của tác giả thì đã được thể hiện rất là rõ ràng qua tác phẩm này. Khi mà chúng ta tìm hiểu về tác giả Tô Hoài ấy, thì các bạn cũng đã được nhấn mạnh một cái nội dung, đó chính là tác giả này thì có vốn sống rất là phong phú và sâu sắc, đúng không? Đặc biệt đó chính là ông ấy luôn tìm tòi những sự đổi mới, luôn tìm tòi những cái mới để đưa vào trong tác phẩm của mình. Vì vậy nên là với những cái tác phẩm thì Tô Hoài luôn luôn có những cách để thể hiện những câu chuyện khác nhau. Và cái ngôn ngữ phong phú này, cái vốn sống phong phú và giàu có của tác giả thì đã được đưa vào trong tác phẩm. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, nhờ có cái khả năng quan sát và tìm tòi nên là tác giả thì đã có những cái phát hiện rất là mới lạ trong phong tục tập quán của người dân miền núi Tây Bắc. Và đặc biệt đó chính là những cái hình ảnh của con người nơi đây, ví dụ như là những cái ngày Tết ở Hồng Ngài chẳng hạn, thì thời điểm được diễn ra ngày Tết như thế nào này, trong ngày Tết đó thì có những cái tập tục, có những phong tục tập quán gì và có những cái hình ảnh nổi bật gì, ví dụ như là hình ảnh tiếng cười của những đứa trẻ chơi ở sân này, hình ảnh của những đứa trẻ mà đi vặt quả bí ngô, hoặc là hình ảnh của những cái váy hoa của những cô gái mèo mà phơi trên những tảng đá giống như những cánh bướm, thì đó là những cái hình ảnh mà khiến cho chúng ta vô cùng ấn tượng, đúng không? Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy này, tác giả thì có nghệ thuật kể chuyện và ngôn ngữ kể chuyện ở trong tác phẩm này thì rất là giản dị, phong phú. Tuy nhiên, cái cách kể chuyện uyển chuyển, linh hoạt thì đã đưa đến cho chúng ta cái câu chuyện ở đây vô cùng là sâu sắc. Mặc dù là nó mang những cái nét truyền thống, tuy nhiên thì nó cũng rất là sáng tạo. Sáng tạo ở đây là sáng tạo cả về cách kể chuyện, về ngôn ngữ và về cả giọng điệu kể nữa. Cô có thể đưa ra cho các bạn một số những cái ví dụ liên quan đến giọng điệu kể và liên quan đến nhịp điệu kể chuyện của tác giả ở trong phần này. Các bạn chú ý giúp cô đến hai cái đoạn văn cuối cùng ở trong trang 8 sách giáo khoa nhé. Đó chính là các bạn sẽ có này, hai đoạn văn với những cái số dòng của các đoạn đó thì rất là ít.
Đoạn văn thứ hai từ dưới lên trang 8 ấy thì chỉ có hai dòng thôi. Đoạn văn tiếp đó thì là hơn ba dòng một chút. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, tất cả các câu văn ở hai đoạn này đều là các câu văn ngắn. Chúng ta có nhé: chó sủa xa xa, chừng đã khuya, đúng nhỉ? Các bạn sẽ thấy này, mị nín khóc, mị lại bồi hồi. Hoặc là hơn nữa các bạn sẽ có hàng loạt những câu văn ngắn mà không hề có cái sự ngắt giữa các ý ở trong câu. Ví dụ như là: lúc lại nồng nàn tha thiết nhớ, hơi rượu tỏa, tiếng sáo, tiếng chó sủa xa xa, mị lúc mê, lúc tỉnh. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, chỉ trong một đoạn thôi, tuy nhiên thì cái tiếng chó sủa thì đã được nhắc lại này, hoặc là những cái câu văn ngắn thì đã liên tiếp được tác giả đưa đến ở trong đoạn văn này, để cho chúng ta thấy được rằng là những cái sự rời rạc ở trong tâm hồn của con người. Và khi đó thì các bạn biết được rằng là mặc dù tâm hồn mị có phơi phới trở lại, có tha thiết bồi hồi trở lại, tuy nhiên ngay lập tức cái tâm trạng đó đã bị A Sử chặn đứng lại và gói ghém tất cả những cái tình cảm đó của mị để nén chặt ở trong cái căn phòng đóng kín, đúng không? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là những cái cuộc sống của con người ở trong thời kỳ đó, số phận của con người ở trong thời kỳ và trong hoàn cảnh đó thì không thể nào mà thoát ra khỏi được cái sự tù túng hay là cái sự túng quẫn ở trong đó. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, ở trong phần này chúng ta điểm ra một số những cái nghệ thuật mà tác giả đã sử dụng vô cùng thành công ở trong tác phẩm nhé. Nghệ thuật khắc họa nhân vật này, nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật, nghệ thuật quan sát, tìm tòi, và sau đó chính là nghệ thuật kể chuyện, sử dụng ngôn ngữ kể và giọng điệu vô cùng là linh hoạt, sâu sắc. Được chưa nhỉ? Như vậy là cô đã vừa chỉ ra cho các bạn những cái nội dung quan trọng nhất của tác phẩm này. Thứ nhất đó chính là tìm hiểu về nhân vật Mị, nhân vật Á Phủ là hai tác phẩm chính làm nên cặp đôi vợ chồng Á Phủ, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta có được nghệ thuật mà tác giả đã sử dụng để có thể là làm nên những cái nhân vật tiêu biểu ở trong tác phẩm này và những cái hình ảnh mang ấn tượng rất là lớn đối với người đọc nữa. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối cùng của bài nhé, phần ba la mã. Cô sẽ giúp cho các bạn có thể tổng kết được những nét đặc sắc cả về nội dung lẫn nghệ thuật của bài nhé. Chúng ta sẽ có phần ba la mã này tổng kết. Và trong phần tổng kết này thì các bạn lưu ý giúp cô đến hai nội dung. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ cùng phải tổng kết về nội dung lẫn nghệ thuật của bài, đúng không? Phần một nhỏ các bạn có nghệ thuật này. Những cái nét nghệ thuật tiêu biểu của bài thì chúng ta đã vừa chỉ ra ở trong phần 3 nhỏ của phần 2 la mã rồi, nên cô sẽ không nhắc lại những cái ý này nữa nhé. Tuy nhiên thì các bạn lưu tâm giúp cô đó chính là những cái nghệ thuật đặc sắc mà cô vừa chỉ ra chỉ là những nghệ thuật tiêu biểu thôi. Và cô cũng không có thời gian để có thể là phân tích cho các bạn tường tận được những cái nghệ thuật này. Vì vậy nên các bạn chú ý chúng ta đọc kỹ tác phẩm và chúng ta cảm nhận được những cái nét nghệ thuật được tác giả thể hiện ở trong tác phẩm qua từng đoạn, từng câu văn nhé. Tiếp theo thì chúng ta có phần 2 nhỏ, đó là phần nội dung. Ở trong phần đầu tiên của bài này, khi mà tìm hiểu về chủ đề của tác phẩm thì các bạn cũng đã biết được rằng là tác phẩm này thì mang chủ đề thì có hai ý chính. Ý đầu tiên đó chính là cái số phận khổ đau của những con người ở trong thời kỳ đó. Và đặc biệt đó chính là trước cái số phận khổ đau đó thì con người có những cái hướng đi, có những cái sự tìm kiếm tự do, có những cái sự tự giải thoát cho bản thân mình, đúng không? Vì vậy nên là ở trong phần này, trong phần nội dung này thì các bạn hãy cùng chú ý này, chúng ta nhấn mạnh, chúng ta ghi nhớ lại nội dung của tác phẩm. Đó chính là ở trong cái câu chuyện vợ chồng Á Phủ này thì tác giả đã kể cho chúng ta câu chuyện về những con người, về những người dân lao động ở vùng miền núi cao Tây Bắc. Họ phải chịu cái cuộc sống của thực dân này, của bọn chúa đất đày đọa này. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy đó chính là họ không chịu khuất phục trước những cái sự giam hãm, trước những cái sự đày đọa hay là áp bức đó, mà họ đã cố gắng tìm ra được những cái cách để có thể là đến với cuộc sống tự do, và họ đã đến được với cuộc sống tự do bằng những cái sự phản kháng của chính mình, đúng không? Vì vậy nên các bạn hãy cùng chú ý giúp cô, đó chính là chúng ta thấy được cái cuộc sống của con người trước những cái sự đày đọa của thực dân và của bọn chúa đất. Tiêu biểu cho những cái kẻ chúa đất ở đây thì các bạn sẽ thấy được hình ảnh của thống lý bà cha, hay là hình ảnh của một cái thế hệ
kế tiếp Thùng Lý Bá Trà chính là A Sử đúng nhở? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đó chính là những con người ở đây thì sẽ không cam chịu cái cuộc sống đày đọa của thực dân và chúa đất đó. Họ sẽ phản kháng và vùng lên đấu tranh. Họ sẽ phản kháng này. Họ sẽ đấu tranh này. Và các bạn sẽ thấy được rằng là sau cái sự phản kháng, sau cái sự đấu tranh đó thì rõ ràng rằng là cái sự tự do và đặc biệt đó chính là cái hướng đi đi theo cách mạng của họ sẽ là một điều tất yếu đúng không nhỉ? Và nội dung cuối cùng mà các bạn lưu ý giúp cô ở trong phần này đó chính là sau khi mà chỉ ra được những nội dung này, các bạn cần phải nhấn mạnh thêm một điều nữa liên quan đến công lao của tác giả Tô Hoài ở trong tác phẩm này. Đó chính là tác phẩm thì đã được tác giả đưa đến với chúng ta, khắc họa với chúng ta những cái nét vô cùng là riêng biệt, nổi bật về phong tục, tập quán, tính cách cũng như là tâm hồn của người dân tộc thiểu số. Và những cái nét riêng biệt trong phong tục tập quán đó thì được tác giả nêu đến với chúng ta, kể đến với chúng ta bằng một giọng văn vô cùng là nhẹ nhàng, tinh tế, sáng tạo và cũng đượm màu sắc và phong vị của dân tộc đúng không? Vì vậy nên các bạn hãy cùng chú ý này, tác phẩm thì đi đưa đến những cái nét riêng về phong tục này, về tập quán, về tính cách và cả về tâm hồn của con người miền núi. Được chưa nhỉ? Qua tất cả những cái điều đó thì chúng ta có thể nhấn mạnh được tài năng và đồng thời cũng là tâm huyết của tác giả Tô Hoài khi mà gửi gắm những cái điều mà mắt thấy tai nghe hoặc là những điều mà ông đã cảm nhận ở trong cuộc sống vào trong chính tác phẩm của mình. Được chưa nhỉ? Như vậy là cô đã hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được những nội dung quan trọng nhất liên quan đến tác phẩm Vợ Chồng Á Phụ. Nếu như các bạn có thời gian hoặc là các bạn muốn tìm hiểu thêm những cái nội dung sâu sắc hơn liên quan đến tác phẩm này và đặc biệt là những cái nội dung ôn tập, những bộ đề liên quan đến tác phẩm thì các bạn có thể truy cập vào trang vietjack.com để có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu phong phú nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài học tiếp theo.